Việt Nam đứng đầu top những quốc gia có số triệu phú đô la Mỹ tăng nhanh nhất thế giới. Các cường quốc kinh tế chẳng hạn như Mỹ hay Trung Quốc, dĩ nhiên tập trung phần lớn triệu phú trên toàn cầu. Tuy nhiên, quốc gia đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng triệu phú nhanh nhất thế giới lại không phải là họ. Báo cáo từ công ty tài sản toàn cầu New World Wealth có trụ sở tại Nam Phi và công ty tư vấn đầu tư Henley và Partner tại Thụy Sĩ cho thấy Việt Nam một nền kinh tế mới nổi là nước có tốc độ tăng trưởng nhóm triệu phú đô la Mỹ nhanh nhất thế giới, cụ thể là tăng 98% trong 10 năm từ 2013 đến 2023. Hai quốc gia Trung Quốc và Mauritius xếp sau với lần lượt 92% và 87%. Việt Nam hiện có gần 20.000 triệu phú đô la Mỹ tính đến cuối năm ngoái. Đây là các cá nhân có tài sản ròng từ 1 triệu đô la Mỹ trở lên. Trong đó, số người có tài sản hơn 100 triệu đô la Mỹ ghi nhận là 58 người, còn số tỷ phú đô la Mỹ đạt 6 đại diện. Kinh tế Việt Nam tăng trưởng khá ấn tượng trong giai đoạn 10 năm báo cáo đánh giá, trừ 2 năm 2020 và 2021 bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19. Đặc biệt năm 2022, thời điểm khi dịch bệnh được khắc phục, kinh tế Việt Nam hồi phục mạnh với GDP tăng 8,02%, mức kỷ lục trong hơn một thập kỷ. Mức thu nhập bình quân đầu người trong 10 năm báo cáo đánh giá cũng tăng gần 2,2 lần, từ mức 1.960 đô la Mỹ một người vào 2013 lên 4.284 đô la Mỹ năm 2023. GDP bình quân đầu người tăng phản ánh tính năng động của nền kinh tế. Với mức tăng 62%, Mỹ vẫn là quốc gia có số lượng triệu phú lớn nhất trên toàn cầu với hơn 5,4 triệu người. Nhưng các nền kinh tế mới nổi như Việt Nam, Trung Quốc và Ấn Độ lại ghi nhận tốc độ tăng trưởng triệu phú nhanh nhất toàn cầu. Con số 98% được cho là đã phản ánh rõ ràng nhất sự phát triển kinh tế vượt trội của Việt Nam, bất chấp xu hướng suy thoái thế giới. Xu hướng tích lũy tài sản cũng đang tiếp tục tăng lên. Trong khi đó, Trung Quốc và Ấn Độ 10 năm qua tạo ra hàng trăm nghìn triệu phú mới. Trung Quốc hiện sở hữu tổng cộng gần 1 triệu triệu phú, xếp sau Mỹ với 5,4 triệu triệu phú. Ngược lại, Vương quốc Anh đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức, ghi nhận sự sụt giảm nhẹ tổng số triệu phú trong suốt một thập kỷ. Hậu Brexit cùng những bất ổn kinh tế khác được cho là hai nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm. Các quốc gia châu Phi như Nigeria và Nam Phi chứng kiến dân số là triệu phú giảm, một phần do tình trạng di cư và bất ổn kinh tế. Cuộc đấu tranh chống mất giá tiền tệ của Nigeria đã tác động sâu rộng đến tầng lớp những người giàu có nhất nước này, trong khi Nam Phi chứng kiến số lượng triệu phú giảm đáng kể 20%. Trước đó, hồi đầu năm nay, hai tổ chức New World Wealth và Henley và Partner cũng dự báo Việt Nam sẽ chứng kiến mức tăng trưởng tài sản đột biến trong thập kỷ tới, cao nhất so với bất kỳ quốc gia nào trong bối cảnh đất nước đang củng cố vị thế là trung tâm sản xuất toàn cầu. Cụ thể, trả lời phỏng vấn với hãng tin CNBC, ông Andrew Amoys, chuyên gia phân tích tại New World Wealth cho biết mức độ giàu có của Việt Nam được dự báo sẽ tăng 125% trong 10 năm tới. Đây là mức tăng trưởng tài sản cao nhất so với bất kỳ nước nào nếu xét trên GDP bình quân đầu người và số lượng triệu phú. Chuyên gia kinh tế hàng đầu nhận định, vị thế cơ sở sản xuất cho loạt các công ty công nghệ, ô tô, điện tử, quần áo và dệt may đa quốc gia của Việt Nam đang ngày càng tăng cao. Đây được coi là quốc gia tương đối an toàn so với các nước khác trong khu vực châu Á, Thái Bình Dương và vì vậy, giúp các công ty có thêm động lực thiết lập hoạt động sản xuất. Kinh tế Việt Nam năm 2024 phấn đấu đạt mức tăng trưởng 7%. Tại hội nghị chính phủ với các địa phương cuối tuần qua, có một sự đồng thuận rất lớn từ các thành viên chính phủ và cả lãnh đạo các địa phương khi thảo luận về tình hình kinh tế xã hội quý 2 và 6 tháng đầu năm 2024. Theo đó, với tăng trưởng GDP quý 2 ước đạt 6,93% và 6 tháng ước đạt 6,42%, vượt cận trên kịch bản được đưa ra tại nghị quyết 01 NQCP. Hoàn toàn có thể khẳng định về sự phục hồi trở lại của nền kinh tế Việt Nam. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của nhiều địa phương đã góp phần quan trọng đưa tăng trưởng GDP của cả nước đạt mức khá cao trong quý 2 và 6 tháng vừa qua. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, các động lực tăng trưởng từ phía cung tiếp tục chuyển biến tích cực, các động lực tăng trưởng từ phía cầu phục hồi tích cực hơn. Thực tế, khi số liệu thống kê về tăng trưởng GDP quý 2 và 6 tháng đầu năm được công bố, không ít ý kiến nghi ngờ. Tại sao trong bối cảnh khó khăn hiện nay tăng trưởng GDP của Việt Nam lại đạt mức cao như vậy? Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương khẳng định phải hoàn toàn tin tưởng vào số liệu thống kê. Các động lực tăng trưởng chủ đạo đều tăng trưởng mạnh, cả sản xuất công nghiệp, xuất khẩu đều phục hồi mạnh mẽ. Dịch vụ tăng trưởng rất tốt, là điểm sáng của nền kinh tế. Ngành nông nghiệp cũng tăng trưởng, đóng góp tích cực cho tăng trưởng, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nói. Sau mức tăng trưởng tích cực của quý 2 và 6 tháng đầu năm,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư dựa trên dự báo cả năm đã cập nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2024. Theo đó, có hai kịch bản tăng trưởng được đưa ra. Cụ thể, kịch bản 1 tăng trưởng GDP cả năm sẽ đạt 6,5%, mức cận trên mục tiêu Quốc hội quyết nghị. Theo đó, tăng trưởng quý 3 năm nay là 6,5% và quý 4 là 6,6%, đây là mục tiêu hoàn toàn khả thi. Kịch bản 2 là tăng trưởng GDP của Việt Nam cả năm đạt 7%, trong đó tăng trưởng quý 3 là 7,4%, quý 4 là 7,6%, cao hơn kịch bản tại nghị quyết số 01 NQCP là 0,7 điểm phần trăm và 0,6 điểm phần trăm. Đưa ra hai kịch bản, nhưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị lựa chọn kịch bản tăng trưởng cả năm là 6,5-7%, phấn đấu đạt mức cao 7%. Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị như vậy dựa trên 6 yếu tố. Đó là xu hướng tăng trưởng tích cực từ các khu vực kinh tế, đầu tư tư nhân và doanh nghiệp nhà nước phục hồi nhanh hơn, đầu tư nước ngoài duy trì được đà tăng trưởng tích cực, duy trì và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng xuất khẩu, nhất là việc tập trung vào các thị trường lớn đang có dấu hiệu chậm lại như Trung Quốc và Nhật Bản. Bên cạnh đó, du lịch và tiêu dùng tăng trưởng nhanh hơn, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu thu hút khách du lịch quốc tế, các chính sách, quy định pháp luật mới chuẩn bị ban hành và có hiệu lực. Sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự nỗ lực, quyết tâm của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là các địa phương đầu tàu kinh tế. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, nếu đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh hơn, nếu các địa phương này tăng trưởng cao hơn, tốc độ tăng trưởng năm 2024 có khả năng sẽ đạt, thậm chí vượt cận trên mục tiêu Quốc hội đề ra là 6,5%. Đúng là đang có nhiều kỳ vọng về sự tăng tốc của nền kinh tế trong hai quý cuối năm, để cả năm có thể đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng 6,5%. Sự tăng mạnh trở lại của chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI có thể là một trong những chỉ dấu tích cực. Theo SP Global, chỉ số PMI của Việt Nam đã tăng mạnh lên 54,7 điểm trong tháng 6 so với mức 50,3 điểm của tháng 5. Kết quả này không chỉ cho thấy sức khỏe ngành sản xuất cải thiện tháng thứ 3 liên tiếp, mà còn cho thấy các điều kiện kinh doanh đã mạnh lên đáng kể. Ông Andrew Harker, giám đốc kinh tế tại S&P Global Market Intelligence cho biết, ngành sản xuất của Việt Nam sôi động trở lại vào thời điểm giữa năm, vượt qua tình trạng tăng trưởng tương đối khiêm tốn trong những tháng gần đây nhờ số lượng đơn đặt hàng mới tăng nhanh. Đơn hàng tăng nhanh sẽ là yếu tố quan trọng thúc đẩy sản xuất công nghiệp và xuất khẩu tăng trưởng mạnh mẽ trong những tháng tới, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng như sự phục hồi của khu vực doanh nghiệp. Trong khi đó, dù Bộ phận Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế Toàn cầu, Ngân hàng UOB giữ dự báo, tăng trưởng GDP năm 2024 của Việt Nam sẽ đạt 6%, song vẫn nhấn mạnh về hoạt động mạnh mẽ của cả hai lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Đấy là lý do khiến tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt mức cao trong quý 2 và 6 tháng, vượt xa mức 3,84% trong nửa đầu năm 2023. UOB nhận định, kết quả khả quan này tạo ra tín hiệu tích cực cho thời gian còn lại của năm nay, sau năm 2023 đầy khó khăn và thử thách. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!